Trong đoạn clip hậu trường được chia sẻ mới đây, dù được quay bằng camera thường, nhan sắc Angela Phương Trinh vẫn chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng. Nhiều người cho rằng ngày ba mẹ nhí trở lại showbiz sẽ không còn xa nữa. Sau khoảng thời gian liên tục vướng scandal, Angela Phương Trinh quyết định lui về ở ẩn, ăn chay thiền định. Chính vì thế, người đẹp cũng hạn chế xuất hiện trước truyền thông và ít khi chia sẻ về những dự định liên quan đến công việc nghệ thuật. Mới đây, Angela Phương Trinh đã trở lại với công việc làm mẫu ảnh và lập tức thu hút được sự quan tâm chú ý của đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt, khoảnh khắc cô nàng phô diễn trọn vai trần vào vòng một ngồn ngụt đã làm hội chị em ghen tị đỏ mắt. Không chỉ vậy, những clip hậu trường được chia sẻ cho thấy, dù được quay bằng camera thường, nhan sắc Angela Phương Trinh vẫn chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng. Dân tình đoán già đoán non, ngày cô trở lại showbiz sẽ không còn xa nữa. Với bộ váy trắng trẻ này, Angela Phương Trinh khiến fan không khỏi xuýt xoa trước làn da căng bóng, đôi chân nuột nà cùng những đường nét hài hòa trên cơ thể mình. Đặc biệt, vòng một đầy đặn ỡ mở dưới lớp áo càng khiến Phương Trinh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Loạt ảnh trên ngay lập tức nhận được nhiều lời khen từ người mộ. Việc Angela Phương Trinh đột ngột lột xác với phong cách gợi cảm táo bạo so với hình ảnh giản dị kín đáo thời gian gần đây khiến nhiều người bất ngờ và dự đoán diễn viên 9X sẽ sớm tái xuất showbiz trong thời gian không xa. So với hình ảnh người đẹp nhiều thị phi năm xưa, hiện tại Angela Phương Trinh liên tục ghi điểm về phong cách khi xuất hiện tại các sự kiện cộng đồng. Cô cũng cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân cũng như các hoạt động công việc thường ngày. Mỗi động thái của cô trên mạng xã hội đều nhận được sự theo dõi của đông đảo khán giả. Ai nấy đều cho rằng nhờ ăn chay lâu ngày và sống những ngày bình yên, không ồn ào, thị phi mà Angela Phương Trinh ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ. Thậm chí không ít khán giả còn cho biết sẽ thử nghiệm việc ăn chay và tu tâm dưỡng tính như cô nàng để có được tâm hồn thanh tịnh, nhẹ nhõm. Thời điểm ấy, nhiều người không khỏi tiếc nuối bởi người đẹp là một trong những nhân vật thành công nhất đi lên từ những vai diễn từ hồi tấm bé. Ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, trở thành top mỹ nhân hàng đầu suốt nhiều năm, cô lại có quyết định bước ngoặt. Trước đó trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh về quê nội. Đồng hành cùng cô trong chuyến đi này là em gái Phương Trang. Khác với hình ảnh lộng lẫy, nổi bật khi xuất hiện tại các sự kiện, người đẹp giản dị với áo thun, tóc búi cao cùng gia đình hái rau và bếp nấu ăn. Angela Phương Trinh chia sẻ, chỉ còn tình thương để lại đời, hai chị em con về quê nội, cùng nội vào vườn hái dưa gang và bí nấu canh kiểm. Đây là món canh mà Trinh mê nhất ở quê nội luôn. Cả nhà có ai đã ăn canh này chưa? Những hình ảnh mới của diễn viên mùa hè sôi động lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp, hình ảnh giản dị của cô tại quê nhà. Một tài khoản bình luận, nhìn em giản dị, mộc mạc và có trái tim yêu thương, em trưởng thành hơn rất nhiều, chúc em thành công, hạnh phúc và luôn thấy đủ. Thực sự khi nhìn Trinh mộc mạc như vậy, lại càng cảm thấy thương Trinh nhiều hơn. Khán giả khác chia sẻ, nay chị Trinh giản dị, hiền lành ghê. Một khán giả nhận xét, bên cạnh những lời khen ngợi, nhiều ý kiến cũng bày tỏ mong muốn Angela Phương Trinh trở lại đóng phim sau thời gian im ắng. Mới đây, người đẹp sinh năm 1995 cũng có những phản hồi chính thức về những thắc mắc này của khán giả. Cô viết, Trinh cũng đọc được rất nhiều bình luận và nhận được nhiều tin nhắn từ quý vị khán giả mong Trinh trở lại đóng phim mới. Trinh nhất định sẽ trở lại màn ảnh khi Trinh thực sự yêu vai diễn ấy và cảm thấy vai diễn phù hợp với mình. Vì Trinh cũng rất nhớ khán giả thân thương và nhớ phim trường lắm. Trinh trân trọng và cảm ơn tình cảm của mọi người luôn dành cho Trinh. Chúc tất cả mọi người thâm tâm an lạc, an vui và hạnh phúc. Angela Phương Trinh một thời là cái tên gây chú ý sau thành công của loạt phim Người Mẹ Nhí, Kính Vạn Hoa, Thứ Ba Học Trò. Người đẹp sinh năm 1995 nhanh chóng vươn lên top những mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu showbiz suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên, hơn 3 năm trước, Angela Phương Trinh bất ngờ thông báo về quyết định dừng hoạt động nghệ thuật và lui về ở ẩn, tập trung cho các hoạt động thiện nguyện, trở thành người ăn chay trường.